Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Người mù thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Trong đó nổi bật là chương trình vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, bảo đảm duy trì và giải quyết việc làm, sau đó giảm nghèo cho người mù, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả trong việc giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam, ngày 17 tháng 4 năm 1969, 17 tháng 4 năm 2023. Qua hơn 30 năm triển khai, chương trình đã góp phần giúp hơn 2.200 lượt người vay vốn, tổng số tiền luân chuyển hơn 10 tỷ đồng với 179 dự án được thiết lập. Phần lớn người mù vay vốn đã vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho rất nhiều người mù và gia đình người mù, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và không ngừng phát triển dịch vụ xoa bóp do cá nhân người mù tự mở. Đồng thời, 7 quận huyện hội đều có cơ sở xoa bóp và một trung tâm hướng nghiệp đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 160 lao động trực tiếp và nhiều lao động gián tiếp. Nhờ cái chính sách vay vốn đó, người ta góp vốn vào để mà tạo điều kiện cho một số anh chị em hội viên là làm được nhà cửa nè, có cho có vợ có con nè, cho con đi ăn học nè. Nói chung á, không thể làm giàu họ được, nhưng mà đã tạo cho họ có cái cơ bản về mặt đời sống. Nhiều người mù từ hoàn cảnh khó khăn, sau một thời gian sử dụng đồng vốn, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. Nhiều hộ đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn. Điển hình như hộ vợ chồng chị Dương Thị Phương Nga và anh Nguyễn Ngọc Rinh. Với số vốn vay ban đầu là 40 triệu đồng để đầu tư trang bị cơ sở xoa bóp, hiện tại không những thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá. Nhờ chương trình vay vốn mà tôi thay đổi cuộc sống, có điều kiện để phát triển kinh tế, rồi có thể mở cơ sở, rồi tạo công ăn việc làm cho những người còn cảnh ngộ. Mình cảm thấy là nhờ vào đó mà hành trình tìm sáng của mình đã về được đích. Chương trình vay vốn của giải quyết việc làm của hậu ban ngân hàng chính sách thì nó rất cần cho người mù, tại vì cái tiền lãi nó thấp nên mình khả năng xoay sở của mình nó dễ dàng hơn. Thì cũng mong sao là cái nguồn vốn này cái được nhân rộng ra hơn nữa cho để giúp cho nhiều người cùng cảnh như mình có thêm cái sự đầu tư hơn nữa. Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, các cấp hội người mù thành phố Đà Nẵng đã trở thành chỗ dựa tin cậy của những người khiếm thị trên địa bàn. Trong đó, từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm, nhiều hội viên đã từng bước vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với cộng đồng.